Sáng 29 tháng 10, hãng tin Yonhap, Hàn Quốc, dẫn thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia thuộc quân đội Ukraine cho biết hơn 3.000 lính Triều Tiên đã bắt đầu huấn luyện trên mặt đất tại khu vực tiền tuyến trong xung đột Nga-Ukraine. Lính Triều Tiên đang huấn luyện tại một số bãi tập và họ được đưa đến hầu hết vào ban đêm. Các nhân viên từ Đại sứ quán Triều Tiên cũng được đưa tới các địa điểm huấn luyện để hỗ trợ phiên dịch và quan sát các quân nhân này. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine nói rằng họ không rõ khi nào lính Triều Tiên có thể được triển khai trực tiếp đến địa điểm chiến đấu hoặc thời gian huấn luyện của họ sẽ kéo dài bao lâu. Trước đó, hôm 27 tháng 10, Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết Nga vận chuyển lính Triều Tiên đến tiền tuyến bằng các xe tải mang biển số dân sự. Tổng cục Tình báo Ukraine tiết lộ cảnh sát Nga đã chặn một chiếc xe tải như vậy trên đường cao tốc Kursk-Voronezh vào hôm 27 tháng 10. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng lính Triều Tiên có thể sẽ bước vào chiến trường chống lại Ukraine chỉ trong vài ngày. Ngày 28 tháng 10, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc cập nhật Triều Tiên đến nay đã đưa khoảng 10.000 quân tới huấn luyện tại Nga, gấp 3 lần con số ước tính trước đó. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin Mỹ đã bày tỏ quan ngại của mình với Trung Quốc về việc lính Triều Tiên được triển khai đến Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ nhận việc binh lính Triều Tiên có mặt tại Nga. Ông khẳng định việc thực hiện Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện với Triều Tiên, trong đó có điều khoản phòng thủ chung, là chuyện của Moscow.